Chào mừng tất cả mọi người đến với shop Beta HCM 2. Hôm nay em lên lại trên tiếp cái đợt cá mới nha mọi người. Thì đợt cá hôm nay em lên là những cái đa số là những con cooper, Nemo cooper ha anh em. Vì gần đây thì em lên những cái con Nemo cooper được anh em ủng hộ rất là nhiều. Đây, nên hôm nay em lên chủ yếu là dòng cooper riêng về một cái clip đa số là cooper không, để cho anh em tha hồ lựa chọn ha. Đấy. Thì cách thức mua hàng bên em thì mọi người cứ nhắn tin hoặc là gọi trực tiếp qua số điện thoại Zalo 0375 409046 ha. Mọi người cứ báo cho em cái đợt cái mã số với đợt đăng ký cái đợt cá ngày mấy là được rồi đó. Thì đơn hàng từ 300k trở lên thì em sẽ miễn ship nha, còn ở dưới 300k thì anh em trả phí ship giúp em là 30k. Toàn bộ cá thì em bán con ngoài ha, con bên trong chỉ để kè. Rồi đến với bây giờ em sẽ phân tích từng bãi cá nha. Đây, mã số 2 thì cá hôm nay á nó cũng size tầm trung thôi, tầm 3 xăng 2 cho tới 3 xăng 4 thôi ha anh em, cũng không có size lớn. Đây, thì mã số 2 này là bé Nemo Galaxy. Đây, form màu rất là đẹp nha anh em, con này cái đuôi vàng nha anh em. Đây, rất là đẹp luôn. Bé này có giá là 200k, con này là hàng để cho anh em làm giống được luôn nha, màu rất là tươi, vảy Galaxy cũng rất là nhiều luôn, rất là đẹp. Bé này size đâu đó nó tầm 3 xăng 4 nha anh em, 3 xăng 4. Thì cái đợt cá hôm qua thì cũng cảm ơn anh em rất là nhiều luôn ha. Đợt cá hôm qua thì em lên là anh em đã ủng hộ em gần như là hết luôn. Đấy, chủng trường một con duy nhất thôi. Đó. Thì hôm nay em lên cái đợt tranh thủ lên cái đợt mới ha mọi người. Đây, đến với mã số 3 nha. Bé này là bé Nemo Cooper nha anh em nha. Bé này bé Nemo Cooper. Bé này đuôi star luôn nha anh em. Wow, đọc rồi. Con này size tầm 3 xăng 4. Đó, con này như là mình trơn. Đó, anh em thích đơn giản hay bắt bé này. Con này là một bầy chắc được, có con này nó độc gì lạ vậy anh em. Lột sạch mà nó không có mình, nó không có bảy Galaxy, không có bảy Cooper, nhưng mà đuôi nó đuôi Cooper nha. Nó độc luôn. Rồi đến với mã số 4 này size cũng tầm 3 xăng 4. Con này thì kè nhoi quá nhoi, em ghét quá, em để 150 luôn. Chứ con này form màu, cái anh em phải thấy được cái con này nó gồng lên thì cái form nó kinh khủng lắm. Anh em nhìn kỹ nha, nó lả lướt quá mình khó nhìn á, chứ cái con này cái bộ form kinh khủng lắm nha anh em, form lực lắm, lực luôn, kè nhoi anh em. Thì có cá có con nó kè đầm, có con kè nhoi nhoi vậy đó, cũng như tính cách của mình thôi, con người mình thôi ha đó. Hoặc là đứa nít thôi, đứa thì nó lanh lợi, nó trầm tính, một đứa thì lanh lợi, nó hoạt bát này kia, còn đứa thì nó trầm tính ha, thì con cá nó cũng vậy. Rồi mã số 5 nha, mã số 5 là bé Nemo Cooper. Ấy, con này có một cái là chưa đủ màu, nhưng mà tương lai rất là ngon nha anh em, vảy rất là nhiều nè, vảy Cooper rất là nhiều luôn. Đó, đuôi star màu đang lên nha, nó đang lên luôn cái vảy Cooper trên lưng nó nha anh em. Bé này size đâu đó tầm 3 xăng 3. Đó, anh em tranh thủ bắt ra ha. Đó, nay là những cái con Cooper thì em tuyển chọn lên đây rồi. Đó, nhiều khi là ngày mai ngày mốt gì anh em tìm cũng không còn rồi nha, rất là ít nha. Tại vì cái hàng này em làm ít à, có 1-2 bầy để thử thôi. Đó, được anh em ủng hộ nhiều thì em sẽ làm nhiều. À, theo em nghĩ á, cái dòng này nó chưa có được thịnh hành đâu anh em. Em nghĩ cái gì nó truyền thống thì nó sẽ được mọi người yêu thích hơn. Ví dụ như Galaxy hoặc là Corgette Galaxy hoặc là Nemo Galaxy. Rồi mã số 6 nha, mã số 6 này size 3 xăng rưỡi nha anh em. Bé Corgette Galaxy màu đỏ tươi rất là đẹp nha. Đây, con này cái mặt bên đây rất đẹp nha. Đó, cái mặt nó đang hướng về đó anh em. Đó, đó thấy không, vậy Galaxy rất là nhuyễn nha. Cái này 200 từ form cho tới màu, quá ok. Em nghĩ là con này sẽ được rất là nhiều anh em chọn nè. Đó, đẹp luôn nha anh em. Đó, cá thì mình thích cái nào rồi á thì mình chụp liền nha anh em. Nhiều khi là bây giờ anh em kiếm, ví dụ anh em bỏ lỡ cái con này, anh em kêu em con tìm con giống vậy nữa, em không có, thật sự là không có luôn. Đó, như cá nó không có cái dòng nào giống con nào hết, trừ khi anh em làm những dòng đơn sắc á hoặc là những dòng hát muôn á thì nó ra giống nhau, chứ những cái dòng này không có con nào giống con nào hết á. Nó có thể nó giống 80%, 90%, chứ nó không thể nào giống hoàn toàn được hết đó. Nên nhiều khi mình không chọn được con đó là coi như là mình không tìm ra được nó nữa luôn anh em. Rồi mã số 7 nha, mã số 7 con này có giá 150,
con này đang trong quá trình lên màu nha anh em, đang trong quá trình lên màu rất là đẹp, có cái kẹo hơi nhát. Rồi mã số 8, bé này là lách copper nha anh em, lách copper. Copper này rất là ít anh em làm nha. Đó. Thì theo em được biết thì trên YouTube chắc cũng có 1 2 anh em làm thôi. Cái dòng này rất là hiếm. Còn em nào cần máy thì liên hệ em luôn, em có máy luôn nha anh em. Nó máy cũng để giá mềm cho anh em thôi. Những cái con này thì trước đây chắc cỡ em nhớ không lầm là khoảng tháng 6 năm nay á, là nay chắc cũng cỡ gần 6 tháng, 5 6 tháng anh em. Cái lứa đầu tiên lên á thì em đẹp hơn cái lứa này. Lứa đầu tiên lên thì đẹp hơn cái lứa này, form lực hơn. Đó, em bán những con đó thì giống như vậy nè, màu giống như vậy nè. Mà form lực hơn nha anh em, form lực hơn nha. Thì những con đó em bán tầm 1 triệu lận. Đó. Đó. Mà cái này thì cái lứa này cái form nó không có bằng. Anh em để giá mềm cho anh em thôi. Đây con này có cái hậu rách một xíu nha. Em để 350 nha anh em ha. Anh em nào mà có chuyên cái dòng coi cái dòng này rồi á thì cũng biết ai, những anh em khác thì bán giá rất là chát nha. Con này 350 miễn ship nha anh em. Vậy rất là nhuyễn luôn. Hôm qua thì em cũng có lên một con. Vậy cũng khá là nhuyễn mà không bằng con này. Không bằng con này, chỉ lại có màu đỏ. Con này không có đỏ luôn nha. Đó. Con này chỉ có 350 thôi, rất là mềm luôn. Em tranh thủ bắt nha. Đó. Em nào thích cái dòng này rồi thì coi tới đây là mình chụp liền nha, tại vì không có bé thứ hai đâu. Đó, bé số 10. Bé số 10 này size tầm 3 x 3 nha anh em. Bé Nemo Copper. Con này thì đuôi Sita ta trắng nha. Osita Copper trắng. Nhưng mà nó bị lem rồi. Con này gồng lên bộ phòng lực lắm, lực luôn. Con này đang trong quá trình lên màu nha anh em ha. Còn tơ lắm á. Thấy không anh em, thấy nó gồng gấu ghê chưa. Anh em nào mà cần cởi thiện bộ phòng thì có thể bắt bé này ha. Quá trời nó gồng gấu quá anh em ơi. Con này được cái bộ phòng. Nói chung bộ màu con này cũng dạng bình thường. Đó, cái bộ form thì nhức nhói luôn ha, nhức nhói luôn. Lưng hậu cho tới đuôi móc ghê luôn. Bên này chỉ có 200 thôi ha. Rồi, mã số 11. Bên này là 250 nha anh em. Đó. Bộ màu như con này mấy lần trước thì em bán tầm 350 ha. Cũng tông nền vàng như vậy, rất là hiếm con có tông nền vàng nha anh em ha. Có, vì sao bên này em để 250 thôi? Vì thứ nhất là hôm nay cũng còn mấy con này em lên đợt Nemo này, cái copper này, mấy con vip vip hồi lần trước thì em cũng tuyển hết rồi. Mấy con này thì nó không bằng một trước một xíu á, anh em để anh em mềm một xíu ha, 250 thôi. Với lại nay cũng là gần Tết rồi ha, từ giờ tới Tết em sẽ lên cá nhiều á, thì em sẽ cá lên nhiều thì em sẽ hạ giá cho anh em luôn đó. Mình sẽ bây giờ tới Tết anh em cứ đăng ký kênh theo dõi, dù mình không ủng hộ em được mua được lần này thì mình có thể mua được sau ha. Giờ tới Tết chuẩn bị là cá lên rất là nhiều. Mà cá lên nhiều thì tất nhiên phải hạ giá xuống để cho anh em chơi đúng không, mình chia cho anh em chứ, mình nhiều quá mà đúng không. Đó, mã số 12, bé này cũng là bé Nemo Copper nha anh em, mà vảy rất là độc nha. Con này vảy sáng cực kỳ sáng, đang trong quá trình lên màu. Đó, mà còn đang lên nha. Em nào thích cái bộ này thì có thể bắt ha. Con này thì bày nó ra được có con này độc quá anh em, quá độc luôn, độc lạ luôn. Ra số thì nó ra như kiểu mấy con nãy giờ em quay á, chứ ra như con trắng như con này ít lắm. Con này á, đây con này là hàng độc lạ sưu tầm ha, anh em thích thì bắt ha. Rồi mã 13. Mã 13 bé này là bé Nemo Copper luôn, đuôi star nha anh em ha, size tầm 3 x 2 và 3 x 3. Đấy, quá trời cái bộ đuôi đẹp anh em ơi. Thứ nhất, thứ vì sao mà em cũng để giá mềm một xíu, tại vì thứ nhất, thứ hai á, size nó cũng còn hơi nhỏ, là size tầm 3 x 2 và 3 x 3 thôi. Cái thứ hai là màu nó chưa đủ anh em, màu nó chưa đủ ha. Đó, anh em nuôi thì nó còn đậm nữa nha. Chúng bán mấy con này thì cũng khá là tiếc, tại vì form cũng chưa tới, màu cũng chưa đủ đậm ha. Rồi, mã 14 là mã cuối cùng, hôm nay em chỉ lên 14 mã số ha. Con này là con VIP nhất hôm nay ha. Đây, con này 350k, hôm nay mua copper em thấy là đẹp nhất hôm nay. Size bự nha anh em, mày 3 x 5 x 6 lận nha. Đó, con này là mình cam, cam tươi nha anh em. Hậu mình cam, mà kỳ màu đó.
Rồi anh em xin chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình ha. Hẹn gặp anh em ở clip lần sau nha. Hy vọng là anh em sẽ ủng hộ em ha. Rồi, xin chào tất cả anh em nha.